Hôm nay mình nấu bò kho. Bò kho hôm nay mình có mua 1 ký bò. Ký bò này hôm nay mình có mua 10.000 dừa. Đây là cái hũ nấu bò kho. Và có hột điều màu, có củ hành, tỏi, sả, cà rốt, có ngò gai và có lá quế. Cái này lá quế ở vườn á. Đây mình chuẩn bị cà rốt đã sắc rồi. Cái này là ngò gai với lá quế mình rửa rồi mình ngâm nước. Ngâm nước cho nó tươi chút nữa ăn mình vớt đi. Đây là chén nước dừa, nước cốt dừa đặc mình cũng đã vắt rồi. Đây là cái ướp để lát nữa. Đây cái hộp điều màu, hộp điều màu thắng ra rồi. Lát xài ít, còn ít mình để dành để khi nào mình dùng. Đây là có sả, có hành, có tỏi và có sả cây với mấy miếng hành này. Lát mình ướp. Và đây là thịt bò nữa rồi. Cái thịt bò này bây giờ mình bắt nước sôi để mình sẽ trụng cái thịt bò này trong vòng 15 phút rồi ra mình mới cắt rồi mình ướp. Bây giờ nước sôi rồi, mình bỏ bò vô. Mình lật ngược nó lại cho nó sôi cỡ 15 phút đi. Đây bây giờ sôi cũng 15 phút rồi, giờ mình tắt bếp. Tắt bếp rồi mình rửa sơ lại rồi mình cắt. Bây giờ bò mình cũng đã trụng sơ rồi. Bây giờ mình cắt bò ra. Bò mình trụng thì mình dễ cắt lắm. Mình cắt bò ra rồi mình sẽ ướp. Bò mình trụng dễ cắt. Với lúc còn sống thì hơi khó. Bây giờ bò mình cũng đã sắc ra rồi, bây giờ mình ướp. Bây giờ mình ướp vô đây một muỗng đường. Mình ướp đi rồi chút nữa nó chín mình nêm lại. Mình cho vô đây một muỗng vừa cà no. Mình cho vô đây một chút xíu bột ngọt. Mình cho đây chút xíu xíu muối. Cái này là bò kho, mình bỏ hết chưa? Bỏ hết cái là bò kho. Cho đây một muỗng hột điều màu. Mình cho vô đây sả. Sả với cái củ hành này. Còn mấy cái này lát mình sẽ phi vàng. Giờ mình trộn lên. Trộn cho thấm. Cho thấm cỡ 20 phút đi. Là mình phi cái sả với hành với tỏi xong rồi mình đổ cái này vô. Bây giờ mình đi xào cái sả tỏi. Rồi mình cho dầu vô. Mình cho hết cái phần này vô luôn. Mình cho nó vàng. Cái tỏi với sả với hành nó vàng rồi nè. Bây giờ mình cho thịt bò vô. Xào cái bò nó vô cho nó thấm. Mình cho nước đi. Mình
Đây, bây giờ mình cho nó săn xíu đi. Rồi mình nấu một cái ấm nước sôi mình đổ vô. Thơm lắm, thơm nực nồng luôn. Bây giờ nó cũng đã săn rồi, bây giờ mình đổ nước vô đây. Giờ mình để cho nó sôi. Nó sôi xong mình để riu. Tại mình đổ nước sôi vô cho nó bò nó nhanh sôi với nó săn cái bò lại cho nó thơm. Đây bò nãy giờ cũng sôi nãy giờ rồi. Giờ mình bắt đầu mình đậy nắp để rửa riu lại. Đây, nãy giờ mình cũng sôi một tiếng mấy rồi đó. Mình riu cũng hết tiếng mấy rồi đó. Giờ mình dỡ nắp ra. Mình vớt bên đây mình đè nó lên nhìn. Ok, mềm mà mềm dẻo. Đừng có mềm, mềm dẻo là ngon rồi. Giờ cái này mình sẽ bỏ vô đây một cái chén nước cốt của mình nè. Đây, chén nước cốt dừa. Mình cho vô đây. Mình sẽ nêm lại. Cái cà rốt đó khi nào mình nêm nếm xong mình mới bỏ cà rốt. Tại cà rốt mình sắc mỏng á, mình cho nó vô bây giờ là lát nó sôi nữa mình đảo tới đảo lui là cà rốt nó sẽ bị bể. Giờ mình nêm thử rồi nó vừa, mình thiếu cái gì mình cho vô. Nhà mình ăn khẩu vị nào mình cho vô khẩu vị đó. Cái này mình thiếu đường, thiếu chút xíu đường. Cái này lát chấm bánh mì rồi thôi luôn á. Nãy mình cũng có cho thêm miếng đường, giờ mình bỏ cà rốt vô. Cho hết cà rốt, cho cà rốt vô là mình trộn lên là mình tắt lửa được rồi. Như đây là vừa nước luôn rồi, mình chấm bánh mì như đây là vừa nước luôn rồi. Giờ mình sẽ nêm lại. Cái này chấm bánh mì là ngon lắm luôn á. Mình chấm bánh mì mình có cho chút xíu nước dừa vô đó, nó làm cho cái nồi bò kho của mình nó thơm và nó béo lắm. Giờ nó sôi lên cái là mình tắt lửa. Bây giờ nó cũng đã sôi rồi, giờ mình tắt bếp. Ok, bò nó chín chín dẻo là ok. Mềm quá thì cũng ngon. Chín rồi, bây giờ mình múc ra tô. Cái cà rốt đó mình để ăn nó giòn giòn cũng ngon. Bỏ vô là mình cho sôi lên là mình tắt lửa là cà rốt nó đã chín rồi. Cà rốt nhanh chín. Cái bò kho này mà chấm bánh mì là thôi luôn nha. Đây mình đã nấu xong bò kho ăn bánh mì. Mình nấu
kiểu này là bò kho ăn bánh mì trong mình nó vừa nước, vừa cái mình không có phải nấu nhiều nước để ăn hủ tiếu. Cái này là ăn bánh mì. Ăn bánh mì thì mình đã có rau này. Cái này là ngò gai, với lá quế, với muối ớt, có tắc, ăn chua thì nặng vô.